Tập thể dục về rồi thấy đống cái đám đàn mẹ nó mọc tốt quá nè, rồi chuẩn bị đi nhổ vô xây lấy nước uống. Trời ơi tốt thì là tốt, hôm sau còn đám nữa là chúng nó ra nhổ tiếp, ra nhổ tiếp nữa, hôm sau sẽ gầy được một đám một chậu tốt lắm. Ok, rau lan của mình nè, chu ke càng cắt anh càng bự, và càng cắt anh càng mọc anh càng bự một đám luôn. Chu ke ơi bó tay luôn chưa, mấy ăn sau nè, ông trồng ông tưới nước mà tốt kia chưa, giờ cũng nhổ vô cắt vô để mình xay nước cho uống cho nó mát. Giờ hái ăn trước được như đây nè, giờ mình hái ăn sau tiếp nữa này, vô mình xay được rồi, mình xay được mấy mấy chai nước rồi. Chu ke ơi nó ngon ơi là ngon, trời nắng này mình đất nó ướt nhẹp nhẹp, ông chồng ông tưới ông gì ông tưới nước ông tưới nước quá trời quá đất luôn. Chu ke nó ngon cũng khó trồng lắm nha, trồng hoài không có được nha các bạn. À, cái này trồng mới được đấy. Ok nha, ok để tôi cắt nha, Lại cho rồi, cắt tụ lũi này cho rồi. Chứ giờ ngồi nhổ mệt quá. Cắt cái đúng không ta? Chứ giờ ngồi nhổ trồng cộng cộng sao nhổ được, mệt lắm, lâu lắm. Nè, được rổ bự nè. Ngon kìa chưa? Wow. Rổ đâu má. Đưa xay được bao nhiêu chai à, mấy chai nữa. Chứ giờ ngoài chợ nó bán, nó không có đậm đà như mình xay đâu. Mình xay nó vẫn ngon hơn. Nếu mình nhổ vậy này đúng không nè, nhổ này thì nó đúng đó, nhưng mà mình cắt thì không biết có đúng, cắt không biết nó có đúng hay không. Nhổ thì đúng nè, nhổ thì ok nè. Ở ngoài kia nhổ nó tuột luôn cả gốc, ố nó tuột gốc luôn thấy không, không có muốn nhổ luôn gốc, mình cắt thôi rồi. Ok nha, chú kia đi bộ về mà đây cắt được nhiêu nè, nhiêu đâu má nè, ơn trước chứ ơn sau, ơn trước thì nhổ ơn sau thì cắt cắt. Ôi trời ơi, mới sáng sớm mà nắng lắm. Ngon ghê, quá là ngon. Xay nước uống nhé. Cắt được ok, rổ bằng ngốm này bạn ơi. Trời ơi, cắt nó mau, nó lên nhanh lắm. Ông xã chiều nào về cũng tưới nước hết á. Cho nên thành như là mình cắt đây, mới cắt đây mà nó lên rất là nhanh, lên rất là nhiều, nhanh ơi là nhanh. Mới cắt đây mà bây giờ nó lên quá trời bằng ngốm này. Đó, giờ mình cắt bằng ngốm, cắt bỏ rau lan cho người bạn nè. Non quá non, trời ơi, đẻ gì đâu luôn. Sáng ra đi ra vào vườn một cái là có đủ thứ. Bây giờ đang có rau dền, nó đang mới mọc non lắm. Ông xã nói non lắm, bây giờ để coi hái. Hái về để mà luộc ăn. Có rau dền nữa nè. Và ok, bye nha, bye nha các bạn nhé. Hello các bạn. Coi rau đắng nhà mình trồng nè, tốt kia mà tốt dữ tốt vàng. Trời chết đi, có hai chồng sao mà ăn, nó mọc mà nó non mà nó tốt. Giờ mình mới ra mình cắt nè, mới ra cắt cái nào mua rau, rau đắng với lại rau đông muống, mà đông muống tím, đông muống đỏ nè bạn nè, đông muống đỏ không à, đây nè đó. Thì bây giờ ngày mình cắt cái này thôi, mình vô mình lặt rồi tự nhiên mình thấy rau đắng mình thèm bún mắm, thì sáng cắt sắt miếng thịt ướp rồi, giờ để chút nó đi có mua mắm rồi, chút nó đi ra mua cá mua đồ một cà tím rồi về để nó bún mắm nè mình ăn nha. Ok, trời ơi nó ngon chưa, ngon lành chưa trời. Ok, mưa xuống cái bí nó mọc nè, bí non nó mọc nè, nó là mưa xuống nó mọc quá trời luôn. Đây đó, 2 3 4 trái bí nó mình nó mưa xuống là nó mọc, mọc quá trời mọc được bí nè. Đây là bí già đấy, đây nè bí nằm đây đó nè, bí non nó mọc, bí non nè, 2 trái bí non, bí già để nó già thành phấn á, nó không có hư, để lâu đó, nó không có bao giờ hư hết á nè. Quá trời bí nè, cắt thiệt nhiều ăn thì cho không mà cũng ăn bao nhiêu mà cho hết á, nằm đầy đầy trên này đó nè, mọc đầy nè. Chu ke ngon ghê chưa, trên một dưới nè, bí non nó mọc nè, dễ thương chưa đó, bí non nó mọc mọc. Mưa là mưa xuống là anh mọc, anh ra trái à, mưa xuống là anh ra trái à, hay lắm, nó ngủ ẩn mưa thôi chứ mưa xuống anh ra trái đầy hết á. Ok, cái dàn bí đã không,
tao trồng rau rau răm nè, cây sùng thảo nè, rau lan cắt hết trơn à. Còn nhiêu đây nè, còn rau má cũng cắt hết mớ rồi nè, rau má nè cắt hết một bên rồi, còn một bên á cắt hết một bên sẽ vô xay nước này mới dăm phân nó chừng mới đổi. Cây tiểu đường xong rồi, cái ổi, cái ổi, cái này rau má nè các bạn. Mình ra mình hái một nắm, mỗi ngày mình hái một nắm rồi mình về mình ngâm vô, mình ngâm chút muối rồi mình để đó, mà chiều mình ăn sống với lại thịt á, rất là tốt nha các bạn. Rau má mà ăn sống rất là tốt nha. Đó, mình nhờ kêu anh trồng, ông sẽ trồng hai chậu tốt lắm, nó dày đặc à. Mình ra mình cứ giật lên nè, cái mình bứt lên, mình bứt ít gì mình để mình ăn. Ok, hello các bạn, nay lâu lan của mình nè các bạn. Mình mới cắt đây mà bây giờ nó mọc lại tràn giang đại hải nè. Chú cha ơi, mình cắt hơi nguyên một đám luôn, mình còn chừa có chút xíu này thôi á. Mà nó giờ nó mọc lại rồi, mưa xuống nên nó mọc lại nè. Bên kia đám nghệ. Đó, nó mọc lại rồi, bây giờ chuẩn bị cắt ăn tiếp. Ngày nào tuần nào cũng ăn rau lan hết á. Xong rồi đi qua rau má nè, mình cũng mới cắt một đám bên kia, mình xay vô mười mấy chai. 8-9-10 chai vậy đó rồi. Bây giờ nó mọc lại rồi nè, bạn ơi. Chu ca nó mọc lại rồi, chuẩn bị đi cắt ăn. Mỗi ngày mình ăn một ít rau má rất là tốt nè, rất là tốt nha các bạn. Ba cái rau mà cái tô mà nó nhiều ơi là nhiều. Mình đi ra mình quay tiếp cái cây vàng bí nha các bạn. Trời mưa xuống anh mọc bí non nhiều lắm, bữa giờ mình hái mình cho hết 15 trái rồi đó. Đây nè, bây giờ trời mưa xuống á, giờ ảnh đang mọc bí non rất là nhiều, bí già đã nhiều rồi nhưng mà ảnh mọc bí non lắm. Mưa xuống ảnh mọc này, bí non ra bí non này, đây bí non nè, bí non này rất là thương nè, ảnh mọc nè, ảnh nằm nè, thương lắm các bạn ơi. Đó, mình hôm nay mình cứ quay chút đây nè, ảnh mọc bí non ảnh nằm đây, đây đang vàng, đây là bí già bí non nè, bí non ảnh mọc nè, chú cho ảnh mọc bí non nè. Đó, mưa xuống là mình nó mới mọc trái lận, lạ lắm nè, nằm trên vàng bí non nè, trên vàng rồi mình cắt đi mấy bí già trên vàng mình cho nè, nó mưa xuống là anh mọc. Các bạn, táo này của mình đợt hai nè, đợt hai mình nó ra chùm vậy nè, đấy đợt hai trái nó bự lắm, tại vì nó ít trái á. Bữa mình rung trên kia mớ xuống mà mình rung mà nó, tại vì nó chưa có được chín mà mình rung trước á, mình ăn thì nó không được ngon. Mà giờ nè, trời ơi, ở trên kia ảnh cao kìa, ảnh nhiều lắm đó, mà bây giờ ảnh chỉ ra thường thường đợt hai nó không có ra nhiều bằng đợt một. Đợt một thì nó ra nhiều, mà đợt hai nó ra chút chút thì thôi, mà trái nó lớn lắm, thấy thương chưa. Wow, cũng ok, cũng nhiều chứ không phải ít đâu bạn à. Đó, giờ mình đi mà đi sáng mình đi tập dục xong mình về cái mình ra cái mình hái mình ăn tại chỗ vậy nè bạn, ngon lắm à, giòn ngon ghê á. To chưa, vẫn treo CD, vẫn treo cái máy CD á, ngọt lắm, rất là ngọt. Ôi ơi, giòn ngon lắm. Mấy cái chùm chín không? Ok, hái mớ ăn nè, sáng ra hái mớ ăn rất là ngon, ngọt ơi là ngọt, mà nó ngon ơi là ngon. Cái giờ không có nhiều, cái việc để đây, cái từ từ mình hái ăn từ từ. Chú cho trái nó lớn, lớn ghê hồn chưa, ca mà lớn to ghê hồn chưa, bự lắm, rất là lớn. Ra mình hái cho kê ơi, trên kia nó còn nhiều quá trời, ngon quá chừng luôn. Đó, ở trên còn nhiều lắm, ngon lắm. Rồi, hái ăn mỗi ngày mình ra mình hái. Cái này chùm này 4 trái nè, chùm 4 trái nó bự ra chưa nè. Đó, to ra chưa. Ôi ơi, thương quá
Thương cây táo quá. Ok nha các bạn. Ok ok. Khoe chút xíu chơi cho vui. Rồi. Hái một chùm mà đừng đóng nè, đừng mớ. Okay.